Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đoàn giám sát của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua các buổi giám sát và ghi nhận từ thực tế, đại biểu cho rằng việc triển khai chương trình thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, các giáo viên chỉ được đào tạo đơn môn nhưng phải dạy kiêm nhiệm những môn mới, chưa được đào tạo chính quy, trong khi thời gian tập huấn ngắn, vừa tập huấn xong phải vào dạy ngay. Do đó, một số giáo viên hiện còn lúng túng khi triển khai dạy chương trình mới, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên ở một số trường chưa đáp ứng về số lượng, việc tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, số lượng ứng viên thường thấp hơn chỉ tiêu. Đồng thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học một số trường chưa đáp ứng yêu cầu thực tế khi triển khai chương trình. Do đó, đại biểu đề nghị cần phải tính toán các giải pháp phù hợp, gỡ vướng, gỡ khó để phát huy hiệu quả của chương trình.